Phần thứ nhất, chúng ta cùng tìm hiểu chủ ngữ và vị ngữ trong câu kể ai thế nào. Chúng ta đã xác định được chủ ngữ và vị ngữ khi đặt câu hỏi. Bài hôm nay cũng vậy thôi, các con cùng theo dõi nhé. Trong câu kể ai thế nào gồm hai bộ phận. Bộ phận chủ ngữ là bộ phận trả lời cho câu hỏi ai, con gì hoặc cái gì. Khi nói về mô hình chung, ta chỉ chọn câu hỏi ai đại diện cho cả kiểu câu. Bộ phận thứ hai là vị ngữ trả lời cho câu hỏi thế nào. Ở chủ ngữ là những sự vật có đặc điểm, có tính chất hoặc có trạng thái được nêu ở vị ngữ. Chính vì thế, chủ ngữ thường do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành. Còn ở vị ngữ, do vị ngữ trong câu ai thế nào chỉ đặc điểm, chỉ tính chất hoặc trạng thái của sự vật được nói đến ở chủ ngữ, cho nên vị ngữ thường do tính từ hoặc cụm tính từ. Cũng có khi do là trạng thái, cho nên nó cũng là động từ hoặc cụm động từ, nhưng là động từ chỉ trạng thái để tạo nên vị ngữ. Lý thuyết là vậy. Phân tích ví dụ các con sẽ thấy dễ hiểu hơn. Cùng theo dõi ví dụ với cô nhé. Ví dụ thứ nhất này. Hồ rộng mênh mông. Chúng mình cùng xác định chủ ngữ và vị ngữ trong câu này. Trong câu nói đến cái gì? Trong câu nói đến hồ. Như vậy, hồ chính là chủ ngữ. Hồ thế nào? Hồ rộng mênh mông. Vậy, rộng mênh mông chính là vị ngữ của câu.